Rồi thầy dặn lại là các bạn đừng có bấm nút thầy dặn lại ha. Là các bạn đợi thầy gọi á, sau đó các bạn mới bấm nút gọi để đồng loạt lên để thầy kiểm soát luôn nha các bạn. Và để thầy kiểm soát luôn nha các bạn. Và khi mà gọi đó khi khi mà thầy bấm gọi rồi các bạn mới bấm tham dự nha. Tại lâu lâu như khi thầy hơi kẹt xíu thì thầy sẽ báo lớp và các bạn đợi. Các bạn sẽ đợi thầy gọi xong rồi các bạn hẳn bập bấm gọi ha bấm tham dự để vô cuộc gọi và khi mà các bạn vô rồi thì nhớ tắt cái micro với camera nghe các bạn cái microphone với camera camera thì để tắt cái micro camera để thầy quay màn hình và thầy lưu video luôn nha các bạn rồi đó là cái thằng dạng chặn trước nhớ nghe các bạn Rồi hôm nay mình sẽ qua cái phần bài listening đầu tiên của tháng này ha. Thì đối với phần bài listening của mình thì mình sẽ có 4 phần tổng 40 câu chia tương đương với 10 câu mỗi phần. Các bạn được có các bạn chưa vô được, các bạn giữ máy chứ. Câu câu hỏi trước đi các bạn. Rồi. Thì cái phần mình có 4 phần ha, tương đương với mỗi phần mỗi 10 câu là tương đương với là tổng 40 câu nha các bạn. Phần 1 điền từ 10 câu, phần 2 là điền từ và có thể nó xen kẽ ABC. À, hay là biểu đồ gì đó. Cũng 10 câu là tới câu 20 nhé. Phần 3 là à, phần khó nhất, phần khó nhất cho bài thi là thường là ABC hoặc là à, thường là ABC và phần cuối là thường là điện từ ha cũng 10 câu rồi thì đối với lớp cơ bản của mình thì các bạn ca đầu của mình mình sẽ học cơ bản là phần 1 và phần 2 nha các bạn thì thầy chỉ yêu cầu là các bạn ráng làm thật tốt cái phần 1 tương đương với trình độ là à, 4 đến 4.5 đến 4 4.5 hoặc là 5 điểm nha tương đương trình độ nha các bạn chứ các bạn vẫn phải làm hết bài mới tính điểm được rồi thì đối với cơ bản thì những các bạn yếu thì thầy khuyên là các bạn nên nghe kỹ cái phần 1 và nghe một phần phần 2 có nghĩa là phần 2 mình sẽ làm thêm cho các bạn yếu nói chung thì trên tinh thần là lớp mình cơ bản mình sẽ ráng là làm tốt phần 1 rồi sau đó tới phần 2 trước mắt cứ phần 1 ha và chủ yếu là điện từ 10 câu đầu tiên rồi chút nữa là lớp nâng cao đó thì sẽ làm 3 4 à, là hoàn chỉnh một bài ha thì chút nữa các bạn học nâng cao sẽ ở lại luôn còn bạn nào chỉ muốn học nâng cao thì 9 h 45 lên nha các bạn. Dù có một số bạn cứng rồi thì 9 h 45 hẳn lên để làm phần 3 4. Sau này cũng như vậy luôn. Rồi đối với lớp cơ bản của mình thì các bạn sẽ nghe được 2 tới 3 lần nha 2 tới 3 lần. Thì à, từ nghe từ 2 tới ba lần. Thì đầu tiên thầy sẽ bấm hai lần cho các bạn nghe kỹ. Thì chút nữa lần thứ ba À thầy sẽ hỏi lại là có bạn nào muốn nghe lần thứ ba thì thầy vẫn sẽ bấm lại nghe các bạn Ưu tiên các bạn hiểu 10 câu Và mình làm kỹ phần 1 trước nha Còn chút nữa cái lớp nâng cao thì mỗi phần có nó nghe chừng một hoặc hai lần thôi À thì để mình nâng cao thì đương nhiên rồi mình sẽ, mình sẽ làm khác chút Rồi bây giờ mình đi phần 1 Thì phần 1 này là tương đương với trình độ 4 rưỡi ha và câu hỏi sẽ xoay quanh ở vấn đề đó là tên tuổi số điện thoại địa chỉ này nọ và đối với lớp cơ bản của mình thì thầy sẽ gửi trước cho các bạn ha còn chỉ có cái bài nâng cao chút nữa là các bạn sẽ tự làm có thì có những phần khó thì thầy sẽ gửi nhưng mà cái phần mà ok được thì tự nhiên sẽ tự làm và cũng nghe từ một tới hai lần nhé rồi bây giờ vô lớp cơ bản đối với cái phần điện từ này nó có yêu cầu mình là ghi không không hơn 3 từ và hoặc một số, nghĩa là cái từ các bạn sẽ ghi 1, 2 hoặc 3 đi chung với một số hoặc là số thôi. À một cái từ 1 2 3 4, 1 2 3 4 á đi chung với một số hoặc là chỉ một số thôi. Rồi thầy gửi ha. Hôm nay thì mình sẽ gặp một cái bài đó là thông tin về công việc. Có ví dụ là làm việc tại nhà hàng, loại hình công việc là gì? Loại hình công việc là gì? À thì quên nói thì cái tài liệu của các bạn là mình sẽ học xen kẽ từ Cambridge 7 Cambridge 7 đi ha tới Cambridge 16 nha các bạn cho nên là sẽ là bất kỳ mình sau này cũng như vậy thầy sẽ học bất xen uh, sang kể bất kỳ bài cũ với bài mới ví dụ như là hôm nay nghe Cambridge 7 bữa sau nghe Cambridge 15 16 ví dụ như vậy à đó thầy sẽ sang kẽ bài mới bài cũ luôn nha cho nên là trên tinh thần là bài nào mình cũng nghe kỹ ví dụ như các cái bài nào mà các bạn có nghe rồi á thì các bạn hướng mình tới việc đó là nghe ra chữ nha thì chút nữa cuối giờ bạn nào chưa biết cái phương pháp học của phần listening hiệu quả thì cuối giờ thầy sẽ nói Thì nâng của cái phần Cái phần nâng hơn là cái phần mà thầy sau này hướng cho các bạn là nghe ra câu luôn nhé Cho nên là nếu như bài Này mà bạn nào có nghe rồi từng bên chủ các bên các bạn khác thì Bạn nào có nghe rồi thì nghe hướng tới việc là nghe ra từ luôn cho thầy ha Nghĩa là không gì đáp án mà nghe câu xung quanh luôn Rồi Tại vì Tới cái phần nâng cao 3-4 là nó, Hầu như là nó yêu cầu các bạn phải hiểu mới làm được nha còn phần này các bạn nghe nhiều khi 30% thôi là làm đúng hết á. Chút nữa để sửa thầy sẽ nói. Job inquiry. Loại hình công việc. À, thì nghe kỹ thì nó sẽ nói, sử dụng cái từ nó nói về loại hình công việc. Gì đó. Thôi các bạn đợi xin. Rồi loại hình công việc ha, nó sẽ nói về một loại hình công việc nào đó tại nhà hàng, à, bồi bàn, nghe điện thoại hay là rửa chén cái gì đó thì các bạn nghe thử ha. Chút nữa mình cứ nghe theo cái năng lực của mình. Rồi làm việc tại chi nhánh thì nó sẽ là cái địa chỉ. Thì địa chỉ thì thường là có thể là cái tên, tên số cái số nhà rồi cái tên riêng. Thì uh, cái tên riêng là nó phát âm các bạn nghe kỹ ha. Thì dùng bấm hai lần cho nên các bạn nghe kỹ để ghi cho đúng nó phát âm ABC á. và thì thường là cái tên riêng nó là tên đường đó các bạn nó thường nó có thể nó kèm theo cái chữ đường á cái tên riêng rồi kèm theo chữ đường biết chữ đường là cái chữ Ray Street hay gì đó ha thì những cái chữ đó à, những cái chữ đó nó không có phát âm nghe các bạn nó đọc cái tên gì đó Ray hoặc là cái tên gì đó Street ha dạ. các bạn nghe kỹ bến xe buýt gần nhất là nó kế bên cái gì? Nghe kỹ ha. À, chi trả là bao nhiêu bản anh một giờ? Lợi ích là free dinner, rồi đồ ăn miễn phí ha. Trả thêm khi bạn làm việc vào ngày. Vào ngày gì nghe các bạn? Rồi chở bạn về nhà khi bạn làm việc mấy giờ? Quality require, à, cái chất lượng hay là cái năng lực yêu cầu á, năng lực yêu cầu thì nó kêu yêu cầu năng lực gì và khả năng làm gì, chú ý cho thầy ha. Rồi phỏng vấn là thứ ba ngày mấy tháng mấy, ở dưới thì là một lần nữa là cái tên nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu nhé, thì chút nữa thầy sẽ bấm hai cho đến ba lần hai cho đến ba lần thì nói chung là sau khi xong tất cả thì thầy sẽ kêu các bạn ghi đáp án ra từ 1 tới 10 ha, đồng loạt kia nha để mình cùng kiểm. Chút nữa mình sẽ biết đáp án luôn. Và nhớ ghi nha. mà nhưng mà thầy kêu thì các bạn ghi mới ghi nha các bạn chứ có đừng ghi đừng ghi sớm. Rồi. Nhớ nha. Thì cứ ghi sẵn đi khi mà thầy kêu cái các bạn enter liền à, cho nó dễ ha. Rồi, bắt đầu nha các bạn. Cambridge IELTS 9 by University of Cambridge ESOL Examinations Rồi thầy bấm rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn nào không nghe được thì cứ nói thầy, cứ nhắn vô lớp ha để thầy kiểm nha các bạn. Thầy bấm nhé. Bạn nào không nghe được thì cứ cứ nhắn vô lớp để thầy kiểm nha. Rồi thầy bấm nha các bạn. Làm từ 1 tới 10 nhé. Published by Cambridge University Press. This recording is copyright. CD 1 Test 1 You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in four sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1 You will hear a man phoning to inquire about a job vacancy. First, you have some time to look at questions 1. To four, you will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this. Will be played first. Good evening, King's Restaurant. Uh, good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. The job vacancy is at a restaurant, so a restaurant has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions one to four. Good evening, King's Restaurant. Uh, good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. I'd like to find out a few more details, if I may. Yes, of course. Can I take your name? It's Peter Chin. Okay, Peter. Well, if you want to ask about the job, and then if we're both still interested, we could arrange for you to come for an interview. <laughs> <laughs> Great, thanks. I'm afraid I missed the advert for the job, but heard about it from a friend. That's no problem at all. What would you like to know? Well, um, what sort of work is it? Washing up? It's answering the phone. Oh! Right, fine. And not waiting at table. That'd be good. And how many nights a week would it be? Well, we're really only busy at the weekend. So, two nights? Three, actually. So, it would work out at 12 hours a week. That'd be fine. It wouldn't interfere with my studies. Are you at the university? Yes, first year physics student. Oh, right. Um, and because I'm not an EU national, would I need a work permit? Yes, you would. Just get your tutor to sign it. That wouldn't be a problem if I were to get the job. Um, where exactly is the restaurant? Well, we have two branches. The one we're recruiting for is in Hillsdon Road. Uh, I don't know that. Uh, how do you spell it, please? It's H I L L S D U N N E Road. Got that. Thanks. Is it near a bus stop? Yes, the nearest one would probably be just beside the library. Oh, yes, I know it. That'd be fine for me. And could I ask about the pay? We're offering £4.45 an hour. That's very good. My last job was £3.95 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions five to ten. Now, listen and answer questions five to ten. We feel it's pretty good and we also offer some good fringe benefits. Really? Well, we give you a free dinner so you eat well. Right. Better than hostel food. <laughs> we certainly hope so. And we also offer extra pay for working on national holidays. Oh, that's a really good perk, isn't it? Yes, we think so. And then, because of the difficulties of getting public transport, if you're working after 11 o'clock, we drive you home. Oh, that's good to know. Well, we'd certainly be interested in inviting you for an interview, if you're still interested. Oh, yes, certainly. Could I just also ask what qualities you're looking for? Well, for this particular job, we want a clear voice, which you obviously do have. <laughs> Thanks and you must be able to think quickly, you know. well, i hope i. so when could you come in for an interview? we're actually quite quiet tonight. Uh, sorry, i couldn't come tonight. or tomorrow, i'm afraid. Uh, thursday's okay. that'd be 22nd of october. fine. after 5 p.m. yes, fine. would 6 o'clock be okay? perfect. and could you bring along the names of two referees? yes, that's fine. no problem. Good. I look forward to seeing you. Oh, uh, by the way, who should I ask for? Oh, yes, of course. Sorry. My name is Samira Manuja. Uh, can you spell that, please? M A N U J A. Okay. I've got that. Thanks very much. Look forward to seeing you later on then. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion, you have vacant oh yes. the job vacancy is at a restaurant. so a restaurant has been written in the space. now we shall begin. you should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. listen carefully and answer questions 1 to 4. Good evening, King's Restaurant. Uh, good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. I'd like to find out a few more details, if I may. Yes, of course. Can I take your name? It's Peter Chin. Okay, Peter. Well, if you want to ask about the job, and then if we're both still interested, we could arrange for you to come for an interview. <laughs> <laughs> Great, thanks. I'm afraid I missed the advert for the job, but heard about it from a friend. That's no problem at all. What would you like to know? Well, um, what sort of work is it? Washing up? It's answering the phone. Oh, right, fine. And not waiting at table. That'd be good. And how many nights a week would it be? Well, we're really only busy at the weekend. So, two nights? Three, actually. So, it would work out at 12 hours a week. That'd be fine. It wouldn't interfere with my studies. Are you at the university? Yes, first year physics student. All oh, right. right. Um, and because I'm not an EU national, would I need a work permit? Yes, you would. Just get your tutor to sign it. That wouldn't be a problem if I were to get the job. Um, where exactly is the restaurant? Well, we have two branches. The one we're recruiting for is in Hillsdon Road. Uh, I don't know that. Uh, how do you spell it, please? It's H I double L S D U -N -N -E Road. Got that. Thanks. Is it near a bus stop? Yes, the nearest one would probably be just beside the library. Oh, yes, I know it. That would be fine for me. And could I ask about the pay? We're offering 4 pounds 45 an hour. That's very good. My last job was £3.95 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now, listen and answer questions five to ten. We feel it's pretty good and we also offer some good fringe benefits. Really? Well, we give you a free dinner so you eat well. Right. Better than hostel food. <laughs> we certainly hope so. And we also offer extra pay for working on national holidays. Oh, that's a really good perk, isn't it? Yes, we think so. And then, because of the difficulties of getting public transport, if you're working after 11 o'clock, we drive you home. Oh, that's good to know. Well, we'd certainly be interested in inviting you for an interview, if you're still interested. Oh, yes, certainly. Could I just also ask what qualities you're looking for? Well, for this particular job, we want a clear voice, which you obviously do have. <laughs> Thanks and you must be able to think quickly you know well i hope i so when could you come in for an interview we're actually quite quiet tonight uh, sorry i couldn't come tonight or tomorrow i'm afraid uh, thursday's okay that'd be 22nd of october fine after 5 p.m yes fine would 6 o'clock be okay perfect and could you bring along the names of two referees yes that's fine no problem good i look forward to seeing you oh uh by the way who should i ask for oh yes of course sorry my name is samira manuja uh can you spell that please m-a-n-u-j-a okay i've got that thanks very much look forward to seeing you later on then Còn bạn nào muốn nghe là lần 3 cứ nói ha, thầy sẽ bấm lại lần 3. Sao các bạn ra bị văng ra vô rồi ta? Rồi ghi đáp án ha các bạn ơi. Rồi thầy kiểm nhé. Các bạn cứ ghi bình thường nha, ghi đi. Xong sửa xong mình chuẩn bị qua phần 2 nha các bạn. Cái này là 445.000đ rồi. Cái số 4 riêng. National Holiday Square nha. Khang thiếu S nha hai người Ừ thiếu S là nó bỏ đó Tại vì theo cơ bản cái này nó là danh từ đếm được rồi Và khi đi nói tổng quát như vậy thì Quét nha cái Này dễ Rồi, số 9 là 22 nghe hơn. Rồi, đợi các bạn ghi ghi ha. Một phút nữa nghe rồi thầy đưa ra máy hát nha. Cùng kiểm với thầy nha. Rồi đáp án nha. Rồi cùng kiểm với thầy nghe các bạn, cùng kiểm lại đi nha. Answering the phone. Cứ ghi rõ luôn answering the phone luôn ha, cho nó rõ lộng. Tại bên bạn đọc là answering the phone. Có cái answer phone nhưng mà đây mình sẽ sử dụng là answering the phone. answering the phone. trả lời điện thoại ha. Houston Ray. Rồi nghe kỹ phát âm lại nha. Nó có mấy cái phần double double l và double n. À. Dễ lộn lắm nha. Library. 4,45 nha. Cái số 4 này chỉ là đáp chỉ là câu hỏi thôi nha các bạn. Thứ tự câu hỏi nha. Rồi National Holidays, chú ý mấy cái danh từ có s nó đọc nha các bạn nhưng mà thường theo ngữ pháp thì thường là những cái danh từ đếm được mà nó đứng một mình nó không có ờ uh, ẩn uh, á thì thường là số nhiều ha. Có s Các bạn nghe nghe riết là sẽ quen à. Vừa quen cái ngữ pháp mà vừa vừa quen cái ngữ pháp mà vừa quen cách nói luôn. 11 giờ rồi. Rồi sửa bài ha các bạn. Sửa cái script nha. thầy sẽ đọc qua luôn cái script cho các bạn hiểu để thầy dịch luôn cả những cái từ vựng để cho các bạn nào không biết học luôn nhé. Xong cái phần sửa này thầy sẽ nói về cái phần tập nghe nhé. À, chào buổi sáng, à, chào buổi tối. King's Restaurant chào buổi tối. Tôi gọi về công việc. Tôi hiểu là bạn đang tuyển dụng. Ha, vacant. Tuyển dụng. a à, đúng rồi. Tôi muốn tìm hiểu một số chi tiết nếu tôi có thể. Không sao. À, tôi có thể biết tên bạn rồi hay không? Peter Ching. Ok, Peter. À, nếu như bạn muốn hỏi về công việc và chúng tôi đều quan tâm, á, thì chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn đến phỏng vấn. Ha. Ok, cảm ơn. Nhưng mà tôi sợ là tôi bị mất cái tờ thông báo cho công việc. Nhưng có nghe nói với một người bạn, từ một người bạn. Không vấn đề gì. Thế bạn muốn biết cái điều gì? loại hình công việc là gì à câu số 1 nha các bạn thì đầu tiên nó có bảy mình cái phần was enough là giặt ủi giặt ủi nhưng mà cái này chỉ là đang nghi vấn thôi nha đây mới là câu trả lời chính xác nè answering the phone cứ ghi rõ luôn ha ba từ bình thường roy right, phone và nó có một cái bảy nữa waiting the table là bộ bàn á nhưng nó no à, mấy cái bảy này mấy cái kiểu bảy này mấy cái từ mấu chốt để quyết định nó không phải đáp án chú ý Nó nói dẫn ra nha các bạn nói dẫn xảy ra nha and not in the table That'd be good thế bao nhiêu đêm một tuần à cuối tuần chúng tôi rất bận hai đêm hả thật sự à, ba đêm khoảng 12 tiếng nó diễn ra hả các bạn Work out, làm việc 12 tiếng một tuần rồi nghe đây ha nó nó nói hơi dài tốt thế không ảnh hưởng gì tới công việc của cái việc học của tôi thế bạn là sinh viên hay sao đúng rồi sinh viên năm nhất à, bởi vì tôi không phải là công dân châu âu thế tôi có cần xin phép làm việc hay không chắc chắn rồi nhưng mà chỉ cần nhờ giáo viên của bạn ký là được ha không vấn đề gì nếu tôi có công việc chính xác nhà hàng ở đâu. Chúng tôi có hai chi nhánh. Cái mà chúng tôi tuyển dụng là ở đường Houston. À, phát âm là gì? Rồi, chú ý cho thầy mấy cái phần double nha các bạn. Double. Rồi, thầy mới nói. À, còn cái này nữa thầy nói luôn. À, thế cái trạm xe buýt gần nhất là gì? Cái gần nhất sẽ là kế bên đây có cái bên nè. Library hay là the library đều được. ra cái này thì dễ ha. À tôi biết nó tốt cho tôi thế tôi hỏi về lương được hay không. 4,45 bản 1 giờ 4,45 nghe. Cái, nhớ là cái số 4 số 4 của đáp án số 4 của thứ tự câu hỏi nha. Chú ý cho thầy, 4,45. 45 ha. Tốt, công việc trước của tôi là 3,95 điểm 7 nha các bạn. À điểm 7 nha. Công việc trước của tôi. Rồi bây giờ thầy mới nói về cái vấn đề này cho các bạn cơ bản ha, các bạn cơ bản nha. Rõ ràng các bạn có thấy rằng là listening là mỗi câu hỏi nó chỉ là một đoạn rất ngắn ha các bạn. Phần 1 nha, phần 1 nha. Còn xung quanh nó nói rất là nhiều. Đây là cái mục đích thầy nói nè cái hướng của mình là nghe ra câu luôn nha các bạn cho nên là các bạn sẽ tận dụng cái bài nói này mình thầy muốn hướng các bạn là nghe ra câu luôn chứ không chỉ là đáp án không và mình sẽ tận dụng những cái bài nói này tận dụng những cái câu nói còn ở phạm vi phần 1 này để mình tập nghe ra từng câu luôn nha thì cách học như sau phần 1 này thầy nhắc lại chỉ là điện từ thôi và điểm 7 nó cũng không có nhiều thật ra cái listening các bạn bị 80% chủ yếu nghe được hay bị sai chủ yếu là cái cái cảm nhận về tốc độ âm nói của nó. Thậm chí là vô những cái đáp án này trước khi bạn vô là bạn các bạn các bạn phải nghe được à, khoảng khúc trước rồi. Không bắt buộc là nghe hoàn toàn nhưng mà phải nghe được một phần khoảng khúc trước để mình vô đi luôn cái đáp án ha. Nghĩa là cái hướng của thầy là muốn cho các em nghe rõ luôn nói cái gì. À thì mình sẽ tận dụng ha và đây cũng là cái bước học ở lớp và cũng là cái bước mà các bạn về nhà làm nhưng mà listening thì nên về nhà làm cho nhiều ha và thầy khuyên rằng là những bạn yếu á không cần làm bài mới nhiều đâu cứ lấy bài cũ ra làm là đủ từ từ đi rồi mốt sau này khá rồi là hẳn làm nhiều bài mới sau kể các bạn khá cũng như vậy bạn khá thì các bạn sẽ tận dụng cái phần ba bốn để nghe ra câu dùng cho thầy tại ba bốn thì bắt buộc phải nghe tới 80-90% mới làm được còn phần 1 này khi nghe 30% là làm đúng đó, đoán cũng vẫn được ha rồi và thầy và mình sẽ vận dụng cái phần những cái đoạn nói ngắn này để mình tập nghe thầy chỉ nè bước thứ nhất là làm bài bình thường như nãy giờ mình làm bước thứ hai là sửa bài giống như thầy sửa nè mình sẽ đọc mình hiểu luôn mình sẽ hiểu nói cái gì luôn ha mình sẽ hiểu nó, nói cái gì luôn và bước thứ ba là nghe lại nghe lại là các bạn sẽ nhìn script cho thầy luôn nhé nhìn script và các bạn bật cái cái audio á, nghe kỹ lại cho thầy luôn audio thầy gửi đầy đủ rồi nha các bạn nghe tại vì thầy nói cái bước ba này mới là bước quan trọng nè cảm nhận âm là bước quan trọng nhất là nghe về cái tốc độ nói của nó à, tốc độ nói của nó ha thầy muốn các bạn nghe ra câu luôn nha mình sẽ vận dụng phần 1 này thật ra thầy nói ra cái phần này mà các bạn nghe tốt chừng 30 phần trăm thôi là làm đúng hết á chắc chắn luôn rồi nghe quen để mình nắm về tốc độ tại vì th vô thi các bạn chỉ nghe một lần thôi à. được chưa các bạn hiểu vấn đề ha và cuối cùng là làm lại bài cho nên thầy khuyên là các bạn nào có in tài liệu ra ngoài thì đừng có ghi vô ha để trống đi ghi nháp đi để mình làm được nhiều lần rồi mình sẽ vận dụng những cái phần 1 này nghe như nãy giờ thầy nói và bắt đầu mình qua luôn phần 2. Giống như mình cứ làm cứng phần 1 đi. Rồi bắt đầu mình qua phần 2. Thầy nghĩ là những bạn nào mà yếu thì chỉ cần làm phần 1 là đủ, phần 2 nghe thêm. Và vận dụng cái việc luyện tập này là dùng phần 1 là được. Bởi vì cái file sách thầy đưa là nó có nhiều bài đó. Sau này nó còn nhiều cuốn nữa. Tại vì mình học sen kẽ thì mỗi lần thầy đưa là đưa nguyên cuốn. Thì các bạn vận dụng những phần 1 để nghe thêm ở nhà cũng được ha tại vì một tí một một kỹ năng thì dẫn sẽ tới nó sẽ nó sẽ mau tới ha nhưng tùy các bạn chưa các bạn nhà rảnh thì vận dụng cái phần 1 để tập luyện thêm cũng được ha sách nó nhiều mà thầy đưa nguyên cả sách mà rồi bắt đầu phần 2 nha các bạn à còn khúc dưới nữa sorry thầy dịch luôn á. xong mình sẽ qua phần 2 nhé và xong và xong phần 2 nữa là <laughs> nâng cao À, chúng tôi cảm thấy rất là tốt bởi vì chúng tôi cũng phục vụ thêm những lợi ích thêm các bạn premium benefits chính là extra extra benefits ừ. chúng tôi sẽ cho bạn bữa ăn tối miễn phí bạn ăn tốt à, ngon hơn thức ăn ở nhà trọ chúng tôi cũng hy vọng như vậy chúng tôi cũng trả thêm giờ làm việc ngày nghỉ quốc tế đây national holidays ok ha À, đây là lợi ích đúng, lợi tốt đúng không? Okay, tôi hy vọng như vậy. Và bởi vì khó khăn trong việc đi xe công cộng, nếu bạn làm việc sau 11 giờ, chúng tôi sẽ chở bạn về. Vậy là sẽ trở về nhà khi làm việc sau 11 giờ. After 11 o'clock. Tốt. Ừ, nghe hay đó và chúng tôi hy vọng là sẽ mời bạn đến phỏng vấn nếu bạn vẫn quan tâm đó Thầy muốn các bạn nghe được những những cái thông tin này luôn nhé. Chắc chắn rồi, tôi có thể ác hỏi về cái chất lượng mà bạn cần hay không? Cho lợi hình công việc này chúng tôi muốn âm thanh rõ, cái giọng nói rõ. clear voice hay là a clear voice đi được. Chắc chắn mà phải có rồi. Và bạn phải suy nghĩ nhanh ha. think quickly, quickly. À, tôi hiểu như vậy. À, khi nào tôi có thể đến phỏng vấn chúng tôi thật sự khá là rảnh khoai là rảnh đó các bạn à, tôi không thể đến tối nay hay là ngày mai xin lỗi à, thứ ba được đó 22 tháng 10 sau 5 giờ đúng không đúng rồi thế 6 giờ được hay không ok và bạn mang theo tên của hai người giám hộ hai người giám hộ giống như giáo viên hay là người hỗ trợ mình gì đó no problem tôi thế tôi hỏi ai vậy à sorry giờ cái này thì cái tên ha cái này mình nghe lại ha rồi phần 2 tiếp tục phần 2 này thì nó thuộc phạm vi là câu rồi phần 2 là thuộc phạm vi là điền từ hôm nay thì gặp điện từ ha cũng có thể làm trước được thầy sẽ cho nghe hai lần luôn, ha và abc à, nhưng mà phần này không khó nha chưa khó nghe các bạn cho nên là nhưng mà đối với bạn yếu thì thầy chỉ khuyên là làm thêm thôi và một lần nữa thầy sẽ gửi để cho các bạn Đón cho nhanh ha một từ và hoặc một số ở đây nó kêu là một cái gì đó mới của một công ty đồ dùng thể thao quốc tế Thì đây là một câu nói và bên bài nó cũng nói y chang như vậy Có thể là nó sẽ chỉnh ha, ví dụ như đây National International thì bên bài nó nói là nước gì luôn, ví dụ như vậy Rồi đặt tại cửa hàng mua sắm phía nào thầy gửi luôn rồi đó phía nào của thành phố này có cái gì về thể thao và thiết bị ha. Bên bạn nó sẽ nói như vậy nha các bạn. Cái gì đó N hay là sweat equipment. Nghe kỹ nha. Ở tầng 13. Và sẽ mang cho bạn bất kỳ sản phẩm nào trong vòng bao nhiêu ngày, số ngày nghe các bạn. Có cửa hàng là chuyên về thiết bị cho môn gì nghe kỹ nha, tập trung về môn gì. Và có khu vực đặc biệt chỉ bán sản phẩm gì Ok ha, chút nữa mình sẽ làm. Rồi bây giờ đến 17 và 18 thì à, thầy dặn nè, đối với cái loại câu này, kể cả sau này những cái phần khó hơn, các bạn chú ý kỹ cho thầy cái câu bên trên nhé. Nó sẽ là một câu trong bài luôn đó, nó thường nó không có đổi nhiều đâu. Nó sẽ là có nguyên câu này. Sau đó khi mà nó nói tới câu này á, mới ghép xuống bên dưới. Và đối với IELTS Listening thì ABC có thể nó nói hết đó. Nhưng cái nào mới là liên quan tới câu đang hỏi Hiểu không các bạn nhiều khi ABC nhưng mà có những cái câu thầy ví dụ như đáp án là B đi à, Nhưng mà C với A nó vẫn xuất hiện nhưng mà nó xuất hiện ở một câu khác Nó không phải là cái câu này ha Cho nên là cái điều tiên quyết đó là các bạn chú ý kỹ với thầy cái câu này Sau đó mới quan tâm đến cái đáp án mình dùng. Nghe kỹ cái này nha người một vận động viên nha các bạn sẽ ở cửa hàng khi nào thứ nhất là buổi sáng thứ bảy thứ hai là nguyên ngày thứ bảy thứ ba là cuối tuần cái người đầu tiên mà trả lời 20 câu hỏi chính xác sẽ thắng cái gì thành viên một thành viên một video và một calendar một cái lịch ha chú ý mấy cái số này cẩn thận nè bên này nó nói là 20 thì có thể bên bài nó nói một là nó nói 20 luôn thì dễ rồi hai là nó nói giống như là mười mấy trên hai mươi à, là thắng cái gì đó vẫn có chỉ hai mươi nhưng mà chưa tới nha nghe kỹ rồi cuối cùng nó nói là trả lời đúng tất cả đúng tất cả thì là hai mươi các bạn là chiến thắng gì Thầy ví dụ ha rồi câu tiếp theo thầy mười chín với hai mươi đây là một cái trường hợp cũng a b c d e gì đó và cái này nó yêu cầu mình ghi hai câu ghi hai câu chọn hai câu chứ chọn hai câu thì đối với cái loài này nó sẽ có một cái đoạn nói riêng. Và các bạn ghi cái nào trước cũng được. Thầy ví dụ như trong cái này thì không có không có thứ tự nha. À, ví dụ như 19 là nó xuất hiện câu D đi, rồi 20 là câu B, hả ví dụ như vậy. Thì các bạn ghi cái nào trước cũng được, muốn là 19D rồi 20B hay là 19B 20D đều đúng nha các bạn. Chọn cái nào cũng được. Nó cái này nó cho mình có thứ tự từ uh, uh, tự mình thứ tự cũng được nha, miễn câu đúng là được. Hai thông tin liên quan mà người nói về cái kiểm tra sức khỏe. Một lần nữa nghe kỹ cái câu này nhé. Nhìn kỹ câu hỏi này nha Kiểm tra về sức khỏe Fitness test. Bạn cần phải đặt chỗ trước. Nó miễn phí cho tất cả thành viên ha. Account Holder thành viên á. À, bạn sẽ được lời khuyên về cách nâng cao sức khỏe. Nó sẽ diễn ra ở phòng khám đặc biệt và tháng này nó sẽ rẻ hơn. Rồi, thầy cũng sẽ bấm hai lần, các bạn ráng nghe nhé. Và chút nữa lần hai xong, chút nữa thầy sẽ hỏi lại bạn nào có cảm thấy bị yếu á, nói thầy bật và sẽ chỉ cần có một bạn nói là thầy sẽ cho nghe lại lần ba luôn nhé. ưu tiên các bạn yếu mà. Bắt đầu. Section 2. You will hear part of a radio programme about the opening of a new local sports shop. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions eleven to sixteen. Now we go to Jane, who is going to tell us about what's happening in town this weekend. Right, thanks, Andrew. And now on to what's new. And do we really need yet another sports shop in Bradcaster? Well, most of you probably know SportsWorld, the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago. It's attracted a lot of custom, and so the company has now decided to open another branch in the area. It's going to be in the shopping centre to the west of Bradcaster, so that will be good news for all of you who found the original shop in the north of the town hard to get to. I was invited to a special preview, and I can promise you, this is the ultimate in sports retailing. The whole place has been given a new minimalist look with the company's signature colours of black and red. The first three floors have a huge range of sports clothing as well as equipment. And on the top floor, there's a cafe and a book and DVD section. You'll find all the well-known names as well as some less well-known ones. If they haven't got exactly what you want in stock, they promise to get it for you in 10 days. Unlike the other store, where it can take up to 14 days. They cover all the major sports, including football, tennis, and swimming. But they particularly focus on running, and they claim to have the widest range of equipment in the country. As well as that, a whole section of the third floor is devoted to sports bags, including the latest designs from the States. If you can't find what you want here, it doesn't exist. Before you hear the rest of the programme you have some time to look at questions seventeen to twenty. Now listen and answer questions 17 to 20. The shop will be open from 9am this Saturday. And if you go along to the opening, then you'll have the chance to meet the national 400m running champion Paul King, who's coming along to open the shop. And he will be staying around until about midday to chat to any fans who want to meet him and sign autographs. Then there will be a whole range of special attractions all weekend. There will be free tickets for local sporting events for the first 50 customers and also a special competition open to all. Just answer 15 out of 20 sports questions correctly to win a signed copy of Paul King's DVD Spring Tips, while the first person to get all the questions correct gets a year's free membership of the Broadcaster Gym. All entrants will receive a special sports calendar with details of all Bradcaster fixtures in the coming year. One of the special opening offers is a fitness test, a complete review of your cardiac fitness and muscle tone, actually done in the shop by qualified staff. This would normally cost £30, but is available at half price for this month only. There are only a limited number of places available for this. So, to make a booking, phone 560 341. In addition, if you open an account, you get lots more special offers, including the chance to try out equipment at special open evenings. That is now listen carefully and answer questions 11 to 16. Now we go to Jane, who is going to tell us about what's happening in town this weekend. Right, thanks, Andrew. And now on to what's new. And do we really need yet another sports shop in Bradcaster? Well, most of you probably know Sportsworld, the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago. It's attracted a lot of custom, and so the company has now decided to open another branch in the area. It's going to be in the shopping centre to the west of Bradcaster. So that will be good news for all of you who found the original shop in the north of the town hard to get to. I was invited to a special preview, and I can promise you, this is the ultimate in sports retailing. The whole place has been given a new minimalist look with the company's signature colours of black and red. The first three floors have a huge range of sports clothing as well as equipment. And on the top floor, there's a cafe and a book and DVD section. You'll find all the well-known names as well as some less well-known ones. If they haven't got exactly what you want in stock, they promise to get it for you in 10 days, unlike the other store where it can take up to 14 days. They cover all the major sports. Including football, tennis, and swimming. But they particularly focus on running, and they claim to have the widest range of equipment in the country. As well as that, a whole section of the third floor is devoted to sports bags, including the latest designs from the States. If you can't find what you want here, it doesn't exist. Before you hear the rest of the programme, you have some time to look at questions seventeen to twenty. now listen and answer questions 17 to 20 the shop will be open from 9am this saturday and if you go along to the opening then you'll have the chance to meet the national 400 metres running champion paul king who's coming along to open the shop and he will be staying around until about midday to chat to any fans who want to meet him and sign autographs then there will be a whole range of special attractions all weekend. There will be free tickets for local sporting events for the first 50 customers, and also a special competition open to all. Just answer 15 out of 20 sports questions correctly to win a signed copy of Paul King's DVD Spring Tips, while the first person to get all the questions correct gets a year's free membership of the Bradcaster Gym. All entrants will receive a special sports calendar with details of all Bradcaster fixtures in the coming year. One of the special opening offers is a fitness test, a complete review of your cardiac fitness and muscle tone, actually done in the shop by qualified staff. This would normally cost £30, but is available at half price for this month only. There are only a limited number of places available for this. So to make a booking phone 560341. In addition, if you open an account, you get lots more special offers, including the chance to try out equipment at special open evenings. Rồi có bạn nào muốn nghe lần 3 thì có nói ha? Còn lại không thì... ghi đáp án từ 11 tới 10 tới 20 cho thầy nhé. that is the end this weekend. right, thanks andrew. and now on to what's new. and do we really. now listen carefully. And answer questions 11 to 16. Now we go to Jane, who is going to tell us about what's happening in town this weekend. Right, thanks, Andrew. And now on to what's new. And do we really need yet another sports shop in Bradcaster? Well, most of you probably know Sportsworld, the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago. It's attracted a lot of custom. And so the company has now decided to open another branch in the area. It's going to be in the shopping centre to the west of Bradcaster. So that will be good news for all of you who found the original shop in the north of the town hard to get to. I was invited to a special preview and I can promise you, this is the ultimate in sports retailing. The whole place has been given a new minimalist look with the company's signature colours of black and red. The first three floors have a huge range of sports clothing as well as equipment. And on the top floor, there's a cafe and a book and DVD section. You'll find all the well known names as well as some less well known ones. If they haven't got exactly what you want in stock, they promise to get it for you in 10 days, unlike the other store where it can take up to 14 days. They cover all the major sports. Including football, tennis, and swimming. But they particularly focus on running, and they claim to have the widest range of equipment in the country. As well as that, a whole section of the third floor is devoted to sports bags, including the latest designs from the States. If you can't find what you want here, it doesn't exist. Before you hear the rest of the programme, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. The shop will be open from 9am this Saturday. And if you go along to the opening, then you'll have the chance to meet the national 400m running champion Paul King, who's coming along to open the shop. And he will be staying around until about midday to chat to any fans who want to meet him and sign autographs. Then there will be a whole range of special attractions all weekend. There will be free tickets for local sporting events for the first 50 customers, and also a special competition open to all. Just answer 15 out of 20 sports questions correctly to win a signed copy of Paul King’s DVD Spring Tips, while the first person to get all the questions correct gets a year’s- free membership of the Bradcaster gym. All entrants will receive a special sports calendar with details of all Bradcaster fixtures in the coming year. One of the special opening offers is a fitness test, a complete review of your cardiac fitness and muscle tone, actually done in the shop by qualified staff. This would normally cost £30, but is available at half price for this month only. There are only a limited number of places available for this. So to make a booking, phone five six oh three four one. In addition, if you open an account, you get lots more special offers, including the chance to try out equipment at special open evenings. Right. Rồi đáp án nha các bạn. Rồi đáp án nha các bạn, nó đây. Front, West Clothing 10 ha, Running Part 2 chữ A nè. À này có 3 chữ. À e ha. Rồi để thầy coi các bạn coi. Ở đây có chút nữa sửa xong rồi mình quy lại coi mình đúng mấy câu ha. Rồi Linh đúng hết. Ừ. Okay. Hmm. này dễ ha các bạn này hầu như dễ nhưng mà thầy vẫn sửa ha cho các bạn nào. anh thư bị đứt hai câu này. rồi còn lại đúng ha yến sàn cầu rồi hơn ba câu ha rồi bình mất hai câu. Pass thôi, không school bus, pass. Rồi ok. Còn bị lỗi nha. Was mình phải rồi đúng sàn câu. Rồi tủ đúng rồi. Thầy diễn sửa nghe các bạn, tại trong lớp mình vẫn còn bạn bị sai nhiều. Rồi, coi ha. Rồi chúng ta cùng đến với Jen, cái người sẽ nói cho chúng ta về điều gì sẽ diễn ra ha vào thị trấn trong tuần này. Uh, right and wrong. Bây giờ tôi sẽ đến thông tin mới. Chúng ta có thật sự ha? Do we really need nè, một cái cửa hàng khác tại Lancaster hay không? Uh, hầu hết mọi người biết rằng là Beep Sport World chi nhánh của một công ty đồ thể thao đang mạch vậy là nó có chữ international nó đổi thành là dumbest vậy thì đáp án là branch chi nhánh hả các bạn a new branch là the branch sport goods company nó mở một năm trước ha nghe kỹ tập âm branch chi nhánh nha các bạn nó thu hút nhiều khách hàng và công ty quyết định mở một chi nhánh khác ở khu vực nó sẽ ở trung tâm mua sắm phía tây của branch caster to West. Phía Tây ha. Rồi. Cho nên đây sẽ là thông tin tốt cho tất cả những bạn mà thấy. Những bạn mà thấy á, cái shop cũ, original shop là shop cũ. Ở phía Bắc của thị trấn khó đến. Tôi được mời đến một cái khảo sát, một cái nhận xét hai cái buổi khảo sát đó. Đặc biệt và tôi sẽ hứa các bạn, đây là một cái nơi cực kỳ đặc biệt ha trong lĩnh vực bán lẻ về đồ thể thao nguyên cái nơi này cho chúng ta một cái nhìn tổng thể ha về màu sắc đặc biệt của công ty đen và đỏ thầy khuyên là nhớ là về các bạn nghe lại và thầy muốn các bạn nghe được những câu xung quanh không chỉ là đáp án nha đáp án gì chứ mình vẫn nghe mình vẫn nghe tới luôn vẫn đoán được nhưng thầy muốn là các bạn nghe từ từ á nghe ra những cái câu tại vì cái phần trọng tâm listening của mình đó là nghe tốc độ luôn nhé à, mình nắm kịp cái tốc độ nói của nó nha bên cạnh cái phần tư vấn rồi ba cái tầng đầu tiên là có đa dạng về quần áo thể thao cũng như là thiết bị vậy là ba tầng đầu tiên là tầng 1 tới ba ha đồ thể thao nó có chữ sport sẵn cho mình nè clothing as uh, well equipment đây nè và ở tầng thượng á, thì cà phê và DVD và bút ha nơi đây bán mấy cái này bạn sẽ thấy những cái nhãn hàng nổi tiếng cũng như là những cái ít nổi tiếng ha rồi những cái ít nổi tiếng nếu như họ không kiếm thấy cái chính xác bạn muốn cần trong kho họ hứa sẽ lấy cho bạn trong 10 ngày về là 10 ngày nhưng mà nó có một cái điểm 7 này các bạn không giống cửa hàng khác <laughs> nơi mà chiếm tới 14 ngày vậy là cái đây cái bảy nè này thật ra là các bạn nghe kỹ lại unlike the other store họ có nhiều cái môn thể thao chính bao gồm football tennis swimming nhưng đó thì nó cẩn thận nghe nó đang đưa ra cái thông tin đó là chuyên về thiết bị cho môn gì tập trung vô running vậy đáp án là running ha? focus on chính là specialized in ha chuyên về tập trung về tập trung đặc biệt về các bạn ghi chữ focus on cũng được chuyên về specialized in ha họ nói rằng là có họ có sự đa dạng về các thiết bị nhất trong cả nước cũng như vậy nguyên cả cái tầng thứ ba dành cho túi thể thao ha sports bags chỉ bán vậy là có một cái tầng đặc biệt chỉ bán túi thể thao rồi, câu tiếp theo hả các bạn? Bao gồm những cái thiết kế mới nhất từ bang khác Nếu như bạn không kìm thấy những gì bạn có muốn ở đây thì điều đó không tồn tại ha. Này quảng cáo thôi. Bây giờ đến cái vụ hồi nãy thầy nói là ABC nè, coi kỹ nè. Tiếp tục. Cửa hàng sẽ mở từ 9 giờ sáng chủ thứ bảy này. À có thường thứ bảy này nè. Nếu như bạn muốn đi mở cửa ha, đi khai trương thì bạn sẽ gặp có cơ hội được gặp vận động viên 400m thế giới Polking. Cái người sẽ khai trương cái cửa hàng và anh ấy sẽ ở ở dòng vòng đó ha. Khoảng giữa trưa vậy là câu à buổi sáng thứ bảy. Tới giữa trưa là ở buổi sáng thứ bảy đúng rồi. Đó nó đổi chữ mình nghe các bạn để nói chuyện với fan những cái người mà muốn gặp và ký hình nó có bảy những cái chữ khác đầu tiên là Saturday nhưng mà học của old ha và cái chữ whole weekend à cái này thì nó bảy bên dưới rồi cái này thì nó thuộc về thông tin khác rồi có nhiều sự kiện đặc biệt cuối tuần ha rồi đầu tiên là free ticket rồi mình kiếm cái câu 18 tám này nó có những cái vé miễn phí cho sự kiện thể thao địa phương 50 người và sẽ có cuộc thi đặc biệt cho tất cả mọi người trả lời 15 trên 20 đó gạch dưới chú ý cho thầy vụ này đây là cũng là cái điểm 7 mà vẫn có thể xuất hiện ở bài khác nha hai à, 20 nhưng mà 15 trên 20 đó 7 chỗ này sẽ có được trả lời chính xác thì sẽ có được cái đĩa nhưng mà cái người đầu tiên trả lời cả câu hỏi chính xác, đó, 20 đó ha, membership nó đây, rồi tất cả những cái người đi vô cửa thì sẽ nhận một cái lịch đặc biệt với chi tiết của các bài luyện tập ha trong năm tiếp theo, cái lịch thì nó có bảy từ khóa luôn đó, nhưng mà nó thuộc về là tất cả mọi người, không phải là first person, câu cuối, hai câu cuối. một trong những sự kiện đó đặc biệt đó là finitas kiểm tra toàn diện về sức khỏe tim mạch và sức mạnh cơ bắp ha được thực hiện tại cửa hàng bởi nhân viên lành nghề bình thường nó 30 bảng anh nhưng tháng này rẻ một nửa vậy là đáp án nghe các bạn có kỹ ha bình thường 30 bảng nhưng hiện tại chỉ nửa giá tháng ở tháng này vậy là tháng này rẻ những cái câu đúng các bạn hay hay thấy một cái điều là nó hay chỉnh là cách nói nhưng mà vẫn giữ ý hay là cái kiểu bên đây là nó nói chung chung ha và đây nó cụ thể là rẻ bao nhiêu chỉ có một số chỗ một số lượng chỗ giới hạn ha cho nên đăng ký thì gọi số này vậy là một lần nữa đáp án đúng thì nó cũng nói chung chung là bạn cần đặt chỗ trước reserve a place là make a booking á đặt chỗ các bạn. Make a booking. Nó có nói cụ thể là số lượng hạn chế ha. Còn những cái câu này các mình coi lại lần nữa ha. Miễn phí cho tất cả thành viên không nói. Đưa ra lời khuyên về cải thiện sức khỏe. Không có nói luôn. Diễn ra ở phòng khám đặc biệt. Nó ở cửa hàng chứ. Không có phòng khám nha các bạn. Xong. Có bạn nào thắc mắc? Câu... À quên. À, tất cả các bạn đếm lại và ghi ra đi nãy giờ từ 1 tới 20 có nghĩa là 20 câu các bạn đúng mấy câu nhé ghi ra đi để mình nhớ luôn rồi mốt xong mình bài đầu tiên mà mốt sau này mình coi cái tiến độ của mình mình tiến bộ ra sao từ từ hay để thầy kiểm luôn cứ ghi bình thường không có gì hết bài đầu mà thì trong đây có một cũng dẫn nó là bốn kỹ năng thì có bạn khá kỹ năng này có bạn chưa khá kỹ năng kia ví dụ như vậy từ đó thầy chỉnh ha.

phần điền từ s phần nào ta nó tùy câu ha có câu thì nó bắt buộc có câu thì không bắt buộc nhưng mà câu nào mới được để thầy coi thì thường là những câu mà giống như hồi nãy cái holy chase cái câu đầu á cái câu của phần 1 á mà nó nó bắt buộc cái đó là phải có s theo ngữ pháp luôn à nó theo ngữ pháp luôn nó dựa đọc với lại cái ngữ pháp của nó thì phải có s thì cái đó bắt buộc phải ghi mới đúng nha còn có những câu thì tùy uhm. Nhưng mà thầy khuyên thì là cứ tập nghe đi lỡ sai mà giờ nó có cho chọn S hay không thì cũng nên ghi S ha. Nên ghi. Rồi, ok, cũng được. Rồi, tốt rồi. Một làm thêm. Rồi vậy chuẩn bị làm phần 3 đi ha. Chuẩn bị 3. À, nói chung chuẩn bị phần 3 nhé. Rồi. Kim mới vô là ok được rồi. Khởi đầu được rồi. Tuyến lên này nè lên ok mất câu ổn ha rồi còn bạn nào nữa ghi ra ha để thầy coi luôn rồi chuẩn bị phần 3 nha các bạn ơi các bạn nâng cao lên nhé rồi ok cũng được làm quen trước bây giờ ráng trước mắt là ráng lên được 10 câu ha tại vì đây cũng là một bài IELTS chính thức mà cho nên mình tập nghe từ từ không vấn đề gì hết. ráng nghe tới mức 10 câu ổn định phần 1 như nãy thầy nói ổn định phần 1 để lấy cái khoảng trình độ là 4 đến 4 rưỡi chứ ha tại vì mục tiêu mình 3 tháng năm rưỡi thôi à, nó nó cũng gọn rồi tốt được rồi đó rồi phần 3 nhé rồi phần 3 thì Của bình Khoan nha có gì em gửi lại à bình em gửi lại cái đáp án của em để qua đưa thầy coi lại nghe xem có em có sửa có, có sửa nhầm không nha ok thầy sao em sửa nhầm em để thầy coi lại xem có đúng hay không nha bình đúng không bình lục lục bình nè gửi lại qua cái tin nhắn qua cái mess qua Skype cho thầy luôn cũng được để thầy kiểm lại coi nhiều khi em em đánh giá nhiều khi em đánh cái đáp án nó có đúng á gửi lại cho thầy ha để thầy coi lại xem có đúng không rồi phần 3 nha các bạn thì phần này thầy dặn nè các bạn yếu thì chỉ cần à, thầy dặn này các bạn yếu làm thêm cũng được nói chung thì phần này thì thầy cho option ha à, thì các bạn yếu làm thêm giống như là <laughs> trải nghiệm thêm cũng được rồi còn không thì có thể nghỉ sớm cũng được ha rồi phần 3 bắt đầu nha các bạn còn bên gửi lại đáp án cho thầy để thầy kiểm lại cho hơn phần... rồi phần 3 nha các bạn